Dạ, Ừ. em cảm giác là em cày ấy chứ không phải học bình thường đâu. À đúng rồi, cái cây mà chứ không phải bình thường đâu, chính xác. Chứ học bình thường không lên được đâu, hiểu không? Dạ. Học bình thường không giỏi được đâu. Anh còn đảm bảo là từ trước đến giờ em chưa bao giờ học chỗ nào, mà kể cả giáo viên cũng chả bao giờ yêu cầu em học nhiều từ thế. Ừ, Đúng em cũng thấy vậy. không? Ừ. Chỉ có học từ mới mới lên được thôi em ạ. Đấy là cách duy nhất, dễ nhất nhưng mà lại nhiều người không làm. Tức là mọi người thường sẽ chọn cái cách ABC nào đấy, hiểu không? Nghe nó kiểu xem phim, xem phim thì vui đúng không? Nhưng bây giờ anh thử hỏi em, trong một bộ phim em có bao giờ có kiếm được đủ 300 từ không? Rất khó, đúng không? Một bộ phim 2 tiếng rưỡi, em xem xong chắc giỏi lắm được 20 từ. Thế nhưng mà em mà đọc một tờ báo trong vòng 2 tiếng rưỡi, anh khẳng định là cũng phải được tầm 150 từ đấy. Không phải ít đâu, nếu mà đọc tốc độ nhanh cũng phải tầm 200 á. Thế nên là cách nhanh nhất và dễ nhất là học từ mới thông qua bài đọc. Thế nhưng mà mọi người thường không làm vì sao? Vì nó chán, nó chỉ đơn giản thế thôi. Đúng không? Có những bài dễ đọc thì ý là có ít ít từ Thì mình cũng mới không thì nản đúng không? Hoặc là đúng chủ dạ đề đúng mình rồi. thích chẳng hạn thì mình cảm giác nó rất là xuôi. Nhưng có những bài đọc nó khó rồi nó không phải... Thì thế. Thế cái vấn đề của mình là mình có làm được những cái khó đấy không? Bởi vì ví dụ mà mức lương chẳng hạn đúng không? Mình cứ đòi mức lương 1.000 đô chẳng hạn thì tất nhiên là nó yêu cầu phải khác, một người chỉ được có 500 đô, 500 đô khác người 300 đô rồi, đúng không? Độ khó nó khác nhau thì nó phải khác, nên là anh thấy là chuyện bình thường. Ê, chỉ cần vượt qua được cái giai đoạn đấy là sẽ ok. Đến lúc mà sau này nó quen ấy, thành đà mình không học từ mới mình cảm thấy rất là lấn cấn. Thế sau khi mà mình có đủ từ mới rồi nhá, em sẽ dần dần em thấy em đọc rất là nhanh. Sau em đọc em hiểu được nó định nói cái gì, em cảm thấy rất là thú vị. Đấy, cái đấy mới là cái mục đích của cái việc học. Chứ ra cũng không phải mục đích của việc học là mình đi đối phó với cái lương lậu ấy, đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Đấy, khi mình dùng được và mình thích ấy, thì mình sẽ có cảm giác mình muốn học tiếp. Học tiếp mình sẽ muốn chinh phục tiếp, mình sẽ học nhiều hơn, đấy kiểu kiểu thế, nó sẽ thành một vòng xoáy, cái đấy mới là quan trọng. Nhưng mà thực ra thì là để mà kiểu học vẹt thì anh cứ đưa cho em cấu trúc em học vẹt thôi, nhưng mà được vài buổi chán chắc anh quyết rồi, hiểu không? Ừ. Ok thôi cứ cố lên nhé. Hey, chào các bạn, tôi là Công Minh và vừa rồi là một phần nói chuyện giữa tôi và một bạn học viên khác trong ngày hôm qua, khi tôi giải thích cho bạn ý vì sao việc học từ mới là quan trọng. Thực ra nếu các bạn học tiếng Anh hoặc học bất kỳ ngoại ngữ nào, các bạn sẽ thấy là gì, khoảng cách lớn nhất của việc các bạn thành công hay thất bại nó sẽ nằm ở từ vựng, đúng không? Và các bạn có thể nghe rất nhiều thầy cô nói về điều đấy, bản thân tôi cũng nói rất nhiều lần về điều đấy, nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ làm. Đó là vấn đề. Các bạn sẽ luôn luôn tìm cách để gọi là tìm ra một cái chén thánh nào đấy trong việc học, giúp cho cái việc học nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên các bạn lại bỏ bẵng thì cái việc học từ mới, và chính điều đấy làm cho cái quá trình tiến lên phía trước của các bạn nó bị chậm đi rất nhiều và thậm chí là có thể dừng lại. Khi các bạn học online với tôi chẳng hạn, thì tôi yêu cầu một cái nhiệm vụ rất là đơn giản. Tức là một tuần học 250 từ mới, tỷ lệ quên khoảng tầm 20%. Tức là ví dụ các bạn học 100 từ, các bạn chỉ được phép quên 20 từ và phải nhớ 80 từ. Học 200 từ, quên 40 từ, nhớ 160 từ. Cứ thế mà cộng lên. Nhưng cũng không nên học quá nhiều, chỉ nên học khoảng tầm 350 từ đổ lại là ok. Còn tất nhiên học nhiều thì tốt, nhưng mà học nhiều mà không duy trì được thì sẽ thành cái kiểu bị ngán, và sau đó mình sẽ bỏ bẵng luôn. Tôi đã từng gặp một cái trường hợp các bạn, có bạn bạn học 400 từ, 500 từ một tuần, nhưng chỉ học đúng 2 tuần thôi, xong bạn bỏ, bạn không học nữa. Tại vì bạn cảm thấy nó đuối. Đấy, thì tôi bảo là thôi cứ từ từ, không phải gì phải vội. Học từ thì quan trọng, nhưng mà phải đều đặn. Cái việc đều đặn trong bất kỳ việc gì, chứ không phải là việc học ngoại ngữ, nó là điều cực kỳ quan trọng. Các bạn đi tập thể dục, quan trọng nhất là các bạn phải đều, đúng không? Chứ không phải hôm nay các bạn chạy 10 cây ngày sau các bạn nghỉ, cả tháng các bạn nghỉ, cả năm các bạn nghỉ thì nó không có tác dụng gì. Học từ mới cũng thế. Không phải tuần này các bạn học 200 từ, tuần sau các bạn bỏ bẵng luôn, tháng sau bỏ bẵng, xong rồi cứ thế trượt dài, cuối cùng chỉ là những cái sự tiếc nuối và thở dài. Thế nên đối với tôi, khi mà yêu cầu các bạn học online thì quan trọng nhất là phải học từ mới và phải đều liên tục. Và nếu các bạn mà học online với tôi thì các bạn sẽ bị ám ảnh nhất với câu hỏi này: tuần vừa rồi từ mới nào em? Đấy là câu mà ngày nào tôi cũng hỏi các bạn với cái sắc thái như thế: tuần vừa rồi từ mới nào em? Có đủ không? Đủ là bao nhiêu em? Tỷ lệ quên như nào? Có để ý không? Đấy, thì tôi sẽ hỏi những câu như vậy. Thực ra tôi biết rằng ấy, đối với việc học hành ấy, tự học được là điều tốt nhất. Thật sự các bạn, bây giờ các bạn muốn giỏi tiếng Anh, tôi lấy ví dụ tiếng Anh nhé, các bạn chỉ cần làm một cái việc rất đơn giản như này: hàng ngày các bạn đọc cho tôi khoảng tầm 20 đến 30 trang báo. Các bạn có thể đọc báo, đọc tạp chí, bất kỳ cái gì mà phù hợp với trình độ của các bạn. Nhớ là phải phù hợp nhé, khó quá thì mình nản, mà dễ quá thì mình không có gì để học. Đấy, sách vở thì nhiều rồi, trên mạng có rất nhiều, chia được các cấp độ rất là nhiều. Các bạn đọc một ngày 20, 30 trang báo, lấy hết từ mới trong đấy ra, học thuộc. Tất nhiên là có thể học những từ cơ bản thôi, những từ nào mà thông dụng tiếng Việt thôi. Những cái idiom, collocation khó quá thì mình có thể bỏ qua, mình chưa cần học. Nhưng mà tóm lại là mình học từ mới, cứ đều đặn như thế cho tôi, trong vòng 1 năm liên tục.
tôi khẳng định với các bạn không giỏi được thì tôi, các bạn ra gặp tôi trả tiền cho các bạn. Nhưng mà ngược lại, nếu các bạn mà giỏi thì các bạn trả tiền cho tôi nhá. Nhưng mà các bạn thử nghĩ xem, liệu ai, liệu người nào đủ sức kiên trì liên tục như thế trong vòng 1 năm? Và câu hỏi thứ hai là nếu mà họ kiên trì được liên tục như thế trong vòng 1 năm bằng việc tự học ấy, thì những kỹ năng khác của họ liệu có giỏi lên không? Tức là ví dụ không phải là ngoại ngữ, nó có thể là may vá chẳng hạn, làm liên tục tự học trong vòng 1 năm, chơi đàn guitar, chơi đàn piano, nếu mà họ cứ làm liên tục chăm chỉ như thế, đều đặn như thế trong vòng 1 năm, liệu có giỏi không? Đúng không? Rất khó các bạn ạ, không phải đơn giản. Thế nên là mới sinh ra những khóa học online đấy, và sinh ra những người như tôi để ép các bạn học. Thực ra ưu điểm lớn nhất của tôi là ép mọi người học, nó chỉ có đúng như thế thôi, nó không có gì khác. Hồi trước tôi dạy một bạn, tôi vẫn nhớ bạn ấy tên là Quốc, và đấy, bạn ấy là một trong những cái bạn mà tôi cảm thấy rất là bất ngờ với cái việc là bạn ấy làm đều đặn và chăm chỉ những gì tôi yêu cầu. Tức là tôi thấy rất ít bạn có thể làm được những điều như thế. Tức là nhá, nếu tôi giao bạn ấy là viết bài trong phần 50 bài dịch, bạn ấy viết đều, chữa bài chăm chỉ cẩn thận, tiến bộ, yêu cầu đọc bao nhiêu bài, bao nhiêu trang, đọc đủ hết từ mới, không bao giờ thiếu. Sau khi học xong rồi, tôi yêu cầu bạn ấy là viết tiếp, gửi bài, bạn ấy viết đều đặn đặn, đều chặn luôn, không thiếu một cái gì hết. Rồi đến lúc mà khi tôi kết thúc khóa học rồi, tôi yêu cầu bạn ấy là cứ viết bài gửi cho anh, bạn ấy vẫn viết đến lúc bạn đi thì thôi. À, tôi gặp rất ít trường hợp có thể làm được như thế. Vì thực ra ấy, để mà duy trì được một cái khối lượng công việc lớn trong một thời gian dài ấy, nó đòi hỏi, vấn đề đó không phải là tài năng các bạn, không phải tài năng, mà vấn đề lớn nhất nó đòi hỏi ấy, chính là sự nỗ lực, sự bền bỉ của các bạn. Và đấy thì tôi tin là rất ít người có. Thực ra mọi người thường nghĩ là phải giỏi toán, phải giỏi lý, phải giỏi Anh là một dạng tài năng. Nhưng tôi nghĩ có một dạng tài năng khác mà mọi người thường xem nhẹ và mọi người không để ý, đó chính là sự bền bỉ. Cái đấy nó rất là khó, nhưng mà cái khó của nó lại chính là cái dễ nhất. Vì thực ra chỉ cần các bạn chăm chỉ, các bạn bền bỉ là các bạn đã giỏi thôi. Đó, vừa dễ nhất vừa khó nhất. Nếu các bạn làm được thì không có vấn đề gì cả. Nên là quay trở lại với câu chuyện học từ mới, các bạn chỉ cần học từ mới đều, tôi khẳng định với các bạn sẽ giỏi. Tôi khẳng định luôn, chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Vấn đề là các bạn có học được hay không mà thôi. Nói chung là hãy cố gắng, vì từ mới luôn luôn là thứ quan trọng nhất. Các bạn không cần phải học phương pháp nào, không cần phải học nhiều thầy cô, các bạn tự cứu chính mình, các bạn từ mới cho tôi. Tôi khẳng định 100% là các bạn sẽ giỏi. Thử làm xem, 3 tháng thôi sẽ thấy khác. Chúc một ngày tốt lành. Bye bye.